Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Tiên Dục. Hôm nay Tiên Dục sẽ gửi đến thông tin tuyển sinh năm 2022 của phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Theo đó, vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, phân hiệu đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Trong năm 2022, trường dự kiến tuyển sinh thêm 2 ngành mới gồm Logistics và Tài chính ngân hàng. Như vậy, theo phương án tuyển sinh năm 2022 đã công bố, ở cơ sở chính và phân hiệu đều sử dụng 4 phương thức xét tuyển giống nhau. Trong đó, phương thức xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chiếm 30-40% trong tổng chỉ tiêu. Sau đây là 4 phương thức tuyển sinh trong năm 2022 của nhà trường như sau. Phương thức 1, xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 40% chỉ tiêu. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng quy định của nhà trường. Phương thức 2, xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông chiếm 40% tổng chỉ tiêu. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt ít nhất một trong 3 tiêu chí, cụ thể là điểm trung bình chung của tổ hợp môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 6 chấm trở lên, điểm trung bình chung của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 6 chấm trở lên, trung bình chung của tổng điểm trung bình học tập lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6 chấm trở lên. Phương thức 3, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiếm 10% trong tổng chỉ tiêu. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm kỳ thi đánh giá năng lực đạt từ 600 điểm trở lên. Phương thức 4, xét tuyển thẳng dự kiến chiếm 10% trong tổng chỉ tiêu. Vừa rồi Tiên Dục đã gửi đến thông tin tuyển sinh năm 2022 của phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé.